Đây là nỗi lo lắng lớn nhất của hoàng thượng. Chúng ta cần phải chắc chắn không để chuyện này tái diễn. Chúng ta dùng thánh chỉ của hoàng thượng để trừng trị y. Thánh chỉ của hoàng thượng? Chúng ta phải cho y thấy ngay cả hoàng thượng cũng không thể bảo vệ y. Dọn dẹp sạch sẽ điện thờ đi. Này, muốn chúng tôi rút hết quân lính ra sao? Chúng ta không biết được khi nào hoàng thượng sẽ cháu thái tử điện hạ. Chúng ta sẽ không ra tay bắt thái tử. Đích thân y phải tự mình dẫn xác đến đây gặp ta. Rút quân! Phó chánh án Hàn và trợ tá của ngài đang điều tra cuộc cấp nước theo chỉ thị của thái tử. Hoàng gia đã ra chỉ vụ bắt giữ và trừng phạt những kẻ đã dám mạo danh thái tử. Người đang nói tào lao cái gì vậy? Tính mạng của thái tử và cuộc cấp nước đi đôi với nhau. Sao ngài có thể tấn công vào cuộc cấp nước? Ngài đang cố gắng vô hiệu hóa giao ước mà ngài đã thiết lập với cuộc cấp nước. Người đang đe dọa là ngươi sẽ lấy mạng thái tử nếu nó tiếp tục tấn công mà. Bệ hạ, xin hãy để thái tử mau chóng gia nhập tổ chức Pion Sukui. Đừng có đưa mấy kẻ mạo danh đến. Cũng đừng nuôi dạy ngải thành quân dương ra sức chiến đấu chống lại tổ chức. Nếu như ngài làm vậy, chính ngài cũng sẽ phải tổn thương đó. Bệ hạ, người thợ xây hỗ trợ phó chánh án điều tra cuộc cấp nước. Người nghĩ lão ta sẽ làm chứng? Nhưng mà đêm nay lão ta đã bị lấy mạng rồi. Còn thái tử giả có tên Giseon cũng là người được giấu ở chùa Bô Dên, đã bị sát thủ tiêu diệt trong đêm nay. Người chết thì sẽ ngoan ngoãn nhất. Người ở khu Seon gốc sẽ bị chu âm tính trên cõi trần này. Bệ hạ có muốn tìm thì cũng không tìm thấy. Bệ hạ, thần xin người hãy mạnh mẽ để bảo vệ cho thái tử điện hạ thương người. Bọn chúng làm chuyện đó vì chẳng có ai trừng trị tội lỗi của chúng. Đúng là một bọn sát nhân có máu lạnh mà. Cái đám quá đáng ở cục cấp nước đó thần phải. Ngươi có thôi đi không vậy? Khi nào mới bớt được cái tính nóng này hả? Sao chúng ta có thể để mấy con vật đó một mình được chứ? Đừng có hỗn láo với ta. Vậy giờ ngài tính làm gì? Ta sẽ điều tra chuyện này theo luật. Đừng có quá tuân theo luật lệ, vậy rất nguy hiểm. Lại nữa rồi, lại nữa. Bất cứ khi nào ta tham gia kỳ thi, nếu như thần có thể trở thành quan chức, ta sẽ phải chết yểu. Xong thầy ấy cho ta uống thuốc nhuận tràng rồi nhốt vào nhà kho. Giờ ta chỉ là một quan chức cấp thấp, ta cũng không oán thần thầy. Có điều là nó không phải như vậy. Sao chúng ta có thể để bọn chúng làm như vậy được chứ? Ngươi có thể làm gì với một chức vụ nhỏ nhoi của ngươi? Ta đâu có làm một mình. Ta biết. Có điều chúng ta có thái tử, ngươi có thể làm. Thái tử? Ta ra lệnh cho phó chánh án Han Yuho và trợ tá Bắc Ngu Ha sẽ cùng thực hiện một cuộc điều tra về việc xây dựng cung cấp nước. Không được tham gia điều tra. Dạ thưa thầy. Sao vậy? Ngươi không thể kéo hạt giống khiến nó nảy mầm nhanh hơn. Hạt giống sẽ chết mất. Và ngươi cũng vậy, nếu ngươi lôi việc này ra ánh sáng. Tại sao? Cái lão này, lão muốn chúng tôi chống chỉ dụ của thái tử hả? Phải. Đó là cách mà thái tử có thể sống. Và ngươi cũng vậy. Điện thờ tổ tiên hoàng gia. Đi vào trong với ta đi. Tự mình giải thích.
với hoàng thượng về cái chết. Quan ức của cha cậu đi. Con lại đang bày ra cái trò quái quỷ gì nữa vậy? Phụ hoàng, Di thần xin lỗi vì đã làm cho phụ hoàng phải lo lắng. Xin hãy thứ tội cho Di thần. Chính con đã ra lệnh cho phó chánh án Hàn đi điều tra cục cấp nước có phải hay không? Làm sao phụ hoàng? Con đang là thái tử điện hạ, có bao giờ con nghĩ đến những hành động trẻ con của con sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không? Nếu như người vẫn cứ tiếp tục thỏa hiệp mà không hành động, vậy thì ai sẽ là người đứng ra bảo vệ bá tánh lầm than đây chứ? Con đang nói cái gì? Cục cấp nước lại bóc lột bá tánh bằng thứ nước mà lẽ ra phải thuộc về bá tánh mới đúng đó. Thái tử, chúng lợi dụng quyền hành để chèn ép Lê Dân bá tánh thấp cổ bé họng và còn sát hại họ nữa đó. Cha của người thanh niên này vừa mới bị bọn chúng cho người giết hại chỉ vì trộm một xu nước thôi. Khởi bẩm phụ hoàng, xin hãy giúp đỡ phó chánh án Hành và trợ tá Bắc vén bỡ tấm màn bí mật và xin người cũng hãy giải thể cùng cấp nước đi ạ. Sự dũng cảm thiếu suy nghĩ của con sẽ làm hại bá tánh vô tội. Hãy làm điều đó khi con có đầy đủ sức mạnh để có thể bảo vệ cho họ. Cứ ngồi chờ để cho hàng ngàn bá tánh thiệt mạng thì có ích gì hay sao? Nếu như đội ngũ chúng ta còn yếu như vậy, chúng ta có thể chiến đấu cùng bá tánh mà. Cục cấp nước là cái giá phải trả cho tánh mạng của con. Ngoại trừ thái tử, tất cả ra ngoài hết. Thái tử điện hạ. Dạ, thưa phụ hoàng. Con thật sự muốn biết lý do tại sao mình phải mang mặt nạ suốt à? Người sẽ nói cho Di thần biết thật sao? Trước khi mà con chào đời, ta đã... Phụ hoàng à, con có biết suýt chút nữa là con đã phải chết ngay khi vừa chào đời hay không hả? Dạ. Người ta nói Di thần phải mang mặt nạ là vì căn bệnh mà mình đã mắc phải. Đó không phải là một căn bệnh, mà là bị hạ độc. Xin lỗi khi mà phải nói điều này, nhưng mà thần nghĩ thái tử đã bị trúng độc rồi, thưa bệ hạ và nương nương. Trúng độc sao? Thần xin lỗi. Có thật là con ta bị trúng độc không hả? Có chuyện gì mà ngươi ngập ngừng không trả lời? Ngươi là thái y hàng đầu chuyên về chất độc trong toàn bộ Dương quốc mà. Dựa trên vùng da bị đổi màu trên lưng, thần nghĩ thái tử bị nhiễm độc và chiết xuất qua chiền cốt, cần phải tiêm thuốc giải độc ngay lập tức. Vậy thì mời các thái y đến ngay đi. Các thái y không có thuốc giải. Thái tử cần phải được tiêm thuốc giải độc có độ tinh khiết cao. Thần nghĩ chắc chắn người hạ độc đang giữ thuốc giải. Nếu như không có thuốc giải thì thái tử sẽ như thế nào? Thái tử sẽ phải chết. Đây là thuốc giải, đóng dấu vào dự luật và trao quyền cung cấp nước, rồi cho phép thái tử gia nhập tổ chức Biên Sưu Quy.
Mặc dù trẫm đã thỏa thuận, nhưng mà trẫm vẫn không muốn con gia nhập và làm con rối cho bọn họ giống như trẫm vậy. Cho nên là con phải sống sót giữa những kế hoạch độc ác do bọn chúng bày ra. Phải hội tụ đủ sức mạnh để đối đầu cùng chúng. Rồi một ngày không xa, con sẽ có thể cởi bỏ chiếc mặt nạ này để trở thành một minh quân. Trẫm đã bắt con phải suốt ngày đeo mặt nạ như vậy. Trẫm xin lỗi, xin con hãy tha lỗi cho trẫm. Chắc là phụ hoàng buồn phiền nhi thần nhiều lắm, nên là người mới tạo nên trò đùa này đúng không? Hoàng thượng là thiên tử của thiên đình, người chính là một bậc quốc dương, người đại diện cho thiên đình để phục vụ cho Lê dân bá tánh, có đúng vậy hay không?